Look. Hai mẹ con nó ngoài sân sau nhà người ta kìa. Rất amazing. Trồng cái cây cây gì? Cây cây lê hả? Lê thì tụi nó ăn hết trơn, mấy cái lá nhỏ nhỏ hết trơn. Một tí nữa phải ra ngoài rào lại mới được. Vô đó là hết đường ra nha. Vô đó khỏi ra nha. Đó là có đường ra. Đường này là đường vô và đường ra luôn nè. Oh boy. Cây lê công trình mua hết 40 mấy đô trồng xuống mới có mấy cái lá đang ở trần. Sau đó nó ăn mấy cái cây đó. Ây, caramba.